sự thiếu sót và những cái sự lạc quan của các con. Thế thì như vậy thì đến bao lâu mà mình có được một bộ kinh đúng chánh gốc của lời Phật dạy? Nếu là của mình thì mình hãy giữ gìn bảo vệ hàng ngày, mình cứ giữ gìn bảo vệ. Không chết là không chết, không bệnh là bệnh, không được chữa gì. Cho nên Đức Phật thấy từ chỗ mình biết sinh ra thì do cái nghiệp được tái sanh, cho nên là có cái linh hồn riêng của mình. Cho nên nó không có cái gì để làm cả, mình không chết là rồi mình không chờ, nó chỉ còn lại cái nghiệp chứ không sinh ra rồi. Mà người ta không hiểu, người ta tưởng là không có cái linh hồn, nó có một cái sạch tắm, một cái hình thức. Từ đó tiếp tục tái sanh làm thân người, nó giật chúng sanh. Thì người ta không phải vậy mà cái nghiệp của mình. Bởi vì cái nghiệp của mình, nếu mình giận vào phiền não thương ghét, thì cái nghiệp giận vào phiền não thương ghét đó, nó sẽ là khi người mất cái đó nó từ trường đó nó còn. Nó tương ứng với những người cũng đàm giấm, cũng tham sân chi phiền não như nó, thì nó tương ứng nó trở thành đứa bé, nó sanh thành đứa bé. Còn trái lại, khi mà một người tu thì người ta không còn giận vào phiền não, người ta làm chủ được sự sống chết, cho nên nó không còn cái nghiệp sanh lạc, cái nghiệp tham sân si, cho nên nó không tư ứng ai nguyện cái điều này nó trong cái tâm bất đặc, không phải cái nghiệp vô sự. Cho nên một cái người tu là người ta chứng ở trong cái trạng thái tâm bất đặc, chứ không phải là người ta chứng cái gì cả đó. Mà cái đó hiện giờ thì tự tâm ai cũng biết tâm bất đặc, không phải cái nghiệp vô sự. Ngồi lại mình thấy trong cái tâm của mình không phải một vật chủ nào, đó là không phải. Ngồi im lặng nghe thân của chúng ta không đau nhất mọi tê thì nó an lạc. Mà ngồi đây mà không làm công việc gì cả, ý không suy nghĩ mà thân không làm gì đó là vô sự. Và đồng thời ở bên ngoài chuyển động trời nóng lạnh, chúng ta không có khởi nghĩ nóng quá lạnh quá, hoặc là chúng ta không khởi nghĩ một điều gì cả, thì bây giờ tâm chúng ta bất động. Nó dễ dàng ai cũng có, nhưng nó không thể sống với nó lâu được. Vì chúng ta ngồi một lúc thì có phải lo lắng nghĩ ngợi điều này sẽ kia, cho nên chúng ta không được tâm này. Ngồi lâu hơn một chút nữa thì thân chúng ta bị mỏi mệt, một sự tê nhất, thì do đó nó không có thể kéo dài lâu được. Vì vậy một người tu là có sự kiến dàng cái trạng thái tâm vô lậu đó, cho nên nó không còn phiền não, không còn khởi niệm nghĩ ngợi điều này có kia, nó không còn đau nhức chỗ này chỗ kia nữa, cho nên nó hoàn toàn an lạc. Mà muốn được vậy thì chúng ta có một cái phương pháp để tu, cái bộ pháp tu thì không đạt được. Cho nên đạo Phật rất thật, rất thật như Phật tử thấy chúng ta có thân là ai cũng bị bệnh hết. Có người nào mà nói là tôi có thân thì không bệnh. Một đứa bé sinh ra nếu mà mọc răng hoặc là nó thay đổi nó lớn lên một chút thì nó nóng sốt, và từ đó nó lớn nó phát triển cái sự vô thường của thân, nó phát triển nó lớn lên thì nó cảm nó bao nhiêu lần cho con tập. Còn mình lớn tuổi rồi, các cửa nhà chết thì cũng bao nhiêu lần bệnh để từ nhà chết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta làm chủ mình, làm chủ mình, không đi uống thuốc, không đi bác sĩ, không đi đâu hết, mà chúng ta chỉ khi có bệnh nhất của chỗ nào bất cứ ở trên thân, bệnh gì cũng được, nhưng chúng ta chỉ cần phương pháp để lưu bệnh ra khỏi thân, rồi chúng ta không còn đau đớn ở trên thân những đó là không được. Vì chính cái thân mà bị bệnh đau đó làm cho cơ thể chúng ta sức khỏe càng suy yếu càng yếu. Cho nên những người già đang bệnh đau thì yếu đuối lụn tụt đi, còn ít bệnh đau thì còn khỏe. Cho nên mục đích của đạo Phật ra đời giúp chúng ta làm chủ tâm, không dạy thờ một cái lo lắng tiền bạc, giúp cho tâm chúng ta làm chủ mình. Cho nên thân không bệnh thì già khỏe lắm, già lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta làm chủ sanh già bệnh. Còn bây giờ cái thân chúng ta biết là vô thường, nó sẽ chết, mà nó chết lúc nào chúng ta cũng không lo, bởi vì chúng ta biết các nó đều vô thường, cho nên nó sẽ chết. Cho nên vì vậy chúng ta không lo được cả. Cho nên một cái người tu chỉ cần giữ được tâm bất động, không cần ai là vô thường, không dao động trước cái chết. Trước bệnh đau thì chúng ta có hóa trị đi, chúng ta thấy nó bình an được. Trước cái tâm phiền não thì chúng ta có hóa, chúng ta ngăn về diệt, làm cho tâm chúng ta không còn phiền não đau khổ, thì đó là giải.
Thế nên người mà làm được những điều này là người chứng đạo. Thế là Thầy cũng rất như quý Phật tử dễ hiểu như Thầy. Còn đây Thầy cũng là một con người bình thường cũng như quý Phật. Nhưng không phải có lượng thì Thầy chỉ tác ý trong 1 giờ, 2 giờ đồng hồ là thân Thầy không còn. Còn những bệnh sơ sơ chỉ cần tỏ thọ vô chi cái đầu đang thân Thầy. Thì Thầy chỉ nói như vậy thôi, chỉ tư duy như vậy thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì ngay đó tâm này là sẽ ở trong cái trạng thái bất động. Thầy không có để tâm Thầy lưu ý gì hết. Cái đầu đau, cái người biết đau thì không có quan trọng nó. Cho nên Thầy ở trong cái trạng thái tâm bất động của Thầy. Thì lúc bây giờ chỉ trong vòng 1 phút, 1 đến 5 phút thì cái đầu của Thầy. Còn mấy con thì không được. Và khi mấy con nói thì mấy con kêu có thật sống được ở trong cái tâm bất động thì mấy con cứ thấy đau, cái đầu biết không, cái đầu biết. Nên không có rời ra được. Thái là Thầy thì rời ra được. Như mà Thầy nói được là phương tâm của Thầy tất cả. Không bằng chỗ đau, mặt nó đau thì không lo. Mà chính tâm Thầy không lo cái bệnh thì cái bệnh sẽ được. Còn cái đáy là cái tâm mình cũng lao mà không lo đến cái bệnh thì nó sẽ không mất mà cho nên cái pháp ý của Phật thức này nói như thế này. Có như ý tác ý, cái lực ý của mình muốn người ta đừng có bệnh. Nói như Thầy tác ý không? Thọ là vô cùng không qua, không bao, cũng hay đau. Chồng biết mình phải đi, không được đấy. Thầy chỉ nói vậy thôi. Rồi Thầy giữ cái năng mình ở trong tâm bất đại trong tâm. Rồi Thầy yên lặng một Thầy giữ cái năng mình. Không hề giao động kiến cái năng, mắt cao bị đau. Nhưng chỉ trong lòng mình, cũng có cái đời đó. Nó có những cái bệnh nặng nề nhưng mà chúng ta cũng ôm từ một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ chừng nào nó ra. Ví dụ như bây giờ có cái bệnh bán thân nhiều nữa rồi mà nằm đó nhưng mà trẻ thì Thầy cũng dẫn tay cái họ là vô thường. Hôm qua không có bệnh bán thân thứ hai điều nữa thôi là phục hồi lại nữa con người này hoạt động bình thường như nữa không có được đau nữa. Thầy chỉ nói gì thôi được. Thầy chỉ an ở an cư ở trong cái tâm bất động của mình thấy như vậy và cứ như vậy và cứ như vậy thì cứ như vậy rồi cũng hoàn thiện các ứng thôi quyết định đấy và cứ như vậy cũng không thể hoàn toàn đi đến phục hồi không còn bản thân nữa rất là dễ. Chỉ trong vòng 1 ngày, 2 ngày thì không thể có bên trí. Và đồng bào cũng có một số Phật tử tu sĩ bao quý con, chứ không phải là tu sĩ đâu. Người ta cũng nghe được cái cuộc này, rồi người ta bạc liền. Rồi trong khi đó, thân người ta có bệnh, người ta bị khô chặt mắt, người ta không sợ, không biết. Mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng mà người ta vẫn phát ý được. Làm cái gia đình người ta khỏi phải nuôi dưỡng mà tìm gì. Thấy có rất là an toàn, họ đã chăm sóc được không? Mình chỉ cách pháp mà Phật dạy chúng ta có như ý các ý đạo hoặc đưa sanh cho con người già đạo sanh thì mình già đạo hoặc có nghĩa là cái sự đau khổ của thân là mình thành mà đau khổ của thân là mình già. Cho nên có như ý các ý đạo hoặc đưa sanh cho con người ngày chúng ta đáp ứng không được phải bình thường, không được đau ốm. Thì chúng ta ở trong cái trạng thái tâm bất động, không còn không còn gì. Còn trái lại chúng ta không cần không tác ý thì cái thân của chúng ta về từ mà bị bệnh đau là một cái khổ do cái bệnh đau mà thân chúng ta suy yếu và có thể đi đến chết. Và nếu mà thân chúng ta không bệnh đau mà cái đến khi già 100-200 tuổi ví dụ đến đó nó chết một cái bất thường không đau mà nó tới chừng nó mòn mỏi. Nó chỉ nằm xuống nó ngủ về là cứ đi thôi, không chết một cách rất là tự nặng. Bởi vì đó, thường thường là người ta bệnh đau thì mình không biết. Dù người nào bệnh đau chứ, mà trái lại bệnh đau thì mình đuổi hết rồi. Thì giờ nó mò mỏi, nó phải vô thường, nó phải chết thôi. Nhưng mà nó chết, nó không đau, không đố, nó đi nằm xuống, nó cũng được người đi. Thành phố pháp. Cho nên chúng ta chưa nói tới cái sức làm chủ của chúng ta muốn nhất là nằm chết, nó sống, nằm sống, tốt lắm. Có phương pháp chúng ta nhập vào một cái định của cái thiền, cái định đó nó tịnh chỉ hơi thở, nó làm cho cái thân chúng ta
rồi chúng ta xuất ra khỏi cái trạng thái của chúng mình, thì cái thân nó coi như là một cái kinh nghiệm chết là đó là cái phương pháp để làm chuyện chết. Nhưng ở đây chúng ta không cần chữa bệnh đâu, có bệnh chữa hết, mà bây giờ cái thân không bệnh mà cái gì nó mòn mỏi quá, già yếu quá, không thể sống được nữa, thì nó nằm xuống nó ngồi chết ngon nằm chết, nó không chữa bệnh được, nằm cũng không nằm chết. Cái chuyện nó chết mình đâu có giữ được đâu. Cũng như bây giờ các ông thấy bác sĩ bệnh viện người ta trị bệnh nhưng mà tới chuyện chết bệnh viện với bác sĩ không cứu nó không được. Mà cái này mình cũng đối, mình có phương pháp mình trị bệnh không đau, không có đau khổ gì hết, mà cái chuyện chết thì nằm xuống ngồi chết ngồi chết ngồi chết bởi vì nó không có. Cho nên phải ráng chúng ta Phật pháp rất thực tế. Cho nên nói nhiều người sống trong này mà không thấy ai chứng, tại vì người ta hiểu cái chứng cái gì đấy. Cái sự thật có nhiều người đã hiểu pháp mà thầy đã dạy rồi, người ta làm chủ bệnh được, tức là cái chứng người ta làm chủ được cái thân đó. Mà người hiểu Phật pháp rồi thì có trước kia họ xong là nằm ai quá cái ý họ hoặc là chữ họ thì không thể nhịn được, nhưng đến hôm nay thì họ hiểu cái pháp của thầy dạy rồi, tức ra tâm họ ngon giận nhưng mà họ không đến độ dữ như vậy, họ không có chuyện hay. Cho nên đó là cái đợt biết có nữa rồi, nhưng mà cái người đó tập liền quán đi sanh tôi biết nguyên vô, quán đi sanh tôi biết nguyên vô, hoặc là từ bỏ tâm sanh tôi biết nguyên vô, từ bỏ tâm sanh tôi biết nguyên vô, mình từ bỏ và bình thường nó chưa xong nhưng mà mình từ bỏ rồi. Cho nên đến khi có người mà nói lời nói trái ý mình thì bởi vì mình đã từ bỏ, mà khi mà các ý từ bỏ thì nó có cái lực của cái tâm của mình, nó có cái lực nó làm cho nó không giận, và là ý thức của mình có cái lực. Cho nên mình siêng năng thì mình đã cứu đến nạn bất khổ. Pháp đơn giản quá, chỉ mình siêng một ngày, ví dụ như buổi tối mình dẫn ra mình ngồi lại mình biết cái tâm mình nó dễ giận hờn đó, thì mình ta biết quán từ bỏ tâm sanh tư quán từ bỏ tâm sanh tư từ mới chưa trở ra năm mươi thả để ta thấy bây giờ 30 phút thôi mà rồi bắt đầu mình nghỉ lên ra mình thấy mình thức giấc mình dậy mà nó không ngủ thôi ngồi lại đi, ngồi lên thì 30 phút cũng ta ý như vậy, quán từ bỏ tâm sanh tư quán từ bỏ tâm sanh tư. Rồi tập trong một tháng, rồi có người nào nó hoặc có người mình về giờ còn cãi cọ, không cãi cọ nữa là như vậy, nó hạnh phúc như vậy. Tại sao có những phương pháp để chúng ta được không? Để lời tâm chúng ta phiền não ra khổ, mà được cũng cãi cọ lớn tiếng với nhau, là cái hạnh phúc gia đình chúng ta. Bởi vì mình có thấy trái ý mình mới cãi, vợ con chồng con nói gì đó, mình trái ý mình mới cãi. Nhưng ở đây nó không phải cái ý gì, bởi vì mình lìa khỏi cái tâm mà giận hờn của mình, nói gì thì nó cũng được, nó tùy thời, nó không có bị cứa ngạt, cho nên nó thản nhiên, nó thở ra sợ được. Thấy không, nó rất là hay. Nhưng vì chúng ta chỉ có tập luyện thì cái phương pháp của Phật dạy để giúp chúng ta trong cuộc đời sống như mọi người mà chúng ta không còn đau khổ, mà không còn đau khổ tức là có gì đâu, đó là chính hạnh. Tại vì mình tự làm được những cái điều mà đau khổ đó không còn đau khổ thì đó là chính hạnh. Cho nên đối với thầy thấy một số người trong thầy họ kiến đạo rất nhiều chứ không phải là đạo đức của đạo Phật, đạo đức của đạo Phật, đạo đức không làm khổ mình khổ người, nghĩa là nó không làm khổ nó ai kiểu mắng mà nó giận nó tự làm khổ nó. Mà mình nói một lời nói làm cho người khác buồn phiền tức là yếu đạo đức. Cho nên đạo Phật nó có hai vế mà chúng ta thấy rõ là không làm khổ mình, không làm khổ mình, thì người đó mới sống trong đạo đức của Phật giáo. Cho nên thầy ước ao là làm sao chúng ta triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo. Nó có năm cái đức hạnh của nó: đức hiếu sương, lòng thương yêu, đức ly tham vì cái lòng tham muốn của mình, đức cương thủy nghĩa là một giờ cương yêu nhau, chia sẻ nhau trên cuộc đời nhiều cay đắng để phục hồi. Không nên có vợ có chồng thì nhìn là nhìn người khác mà quên được quên chồng mình, thì cái điều đó là Phật không chấp nhận gì đó được. Cho nên đối với đạo Phật thì đức trung thủy rất cần thiết để xây dựng một gia đình rất hạnh phúc.
rồi đạo đức thành phẩm không nói lớn, có gì nói lớn, không có thì nói không có, mà bỏ thì cứ không lớn, có tình yêu thành phẩm, biết minh bằng, không giả dối, sáng suốt, không lộ, không thuyết láo, không liền gặp những thứ có thể làm cho chúng ta liền gặp. Đó là sự thông minh, sự minh bằng, sự sáng suốt của một người. Còn chúng ta không sáng suốt, chúng ta uống rượu, rượu gây chúng ta không còn bình tĩnh, nóng nảy, rồi chúng ta say rượu, rồi chúng ta nói những lời nói hối lộ, những lời của người làm cho gia đình bất an, là cái những người xung quanh mình là khi dễ mình, nói lời nói không chính đáng. Do đó chúng ta không có quyền gặp, không say xưa thì đó là người không mặn, người hạnh phúc, người không sáng suốt thì đang thường bị ô nhiễm như nghiện gặp rượu thuốc lá, làm cho cơ thể chúng ta dễ bệnh tật, người ta không sáng suốt. Chúng ta sống nếu thực phẩm với cơm, thế nên chúng ta không thể sống với rượu, không thể sống với những thứ nghiện gặp như thế. Cho nên đạo Phật rất tuyệt vời, đó là những cái đạo đức nhân bản mà cần phải xây dựng tốt để cho loài người họ hiểu được những sự hạnh phúc này, sự hạnh phúc. Cho nên mình mong rằng cái này mà đó Bồ Tát đạo đức nhân bản sống trong lòng của mình, của người được viết thành sách gửi cho Bộ Giáo dục, rồi từ Bộ Giáo dục đó họ sẽ triển dựa vào đó họ triển khai, họ viết thành những bộ sách giáo khoa dạy cho các cháu từ tiểu học cho đến đại học, thì đất nước chúng ta mọi người đều có đạo đức, thì hạnh phúc vô cùng, thì chỉ có người thôi. Còn hiện giờ tất cả chúng ta là những người lớn rồi, chúng ta học những gì cần thiết thì chúng ta hiểu biết, để chúng ta xả, chúng ta không còn giận hờn. Học những gì cần thiết để mình làm chúng ta học được, như những cái khó khăn, những cái ý để giúp chúng ta có được nội lực để sống được bình an, không có bệnh đuổi bệnh, tâm có phiền não đuổi phiền não, làm cho tâm chúng ta trở nên bình an, không còn lo lắng sợ hãi, không còn đau khổ trong thân tâm, đó là hạnh phúc. Cho nên đạo Phật tích hợp cả bốn cái tu tập. Cho nên khi mà về đây thầy cho một cái rồi thầy dạy cho cách thức tập. Thứ nhất là tập ăn ngàn bữa, bởi vì tập ăn được ngàn bữa tức là mình biết ăn, ăn ngàn bữa còn ăn, rồi ăn ngàn bữa chúng ta đi ăn, rồi chúng ta tập hóa những cái ngủ khi thời. Chúng ta con người chúng ta có cái như quý Phật tử biết cái niềm của mình, nhưng mà nó còn cái mà cái người tham ăn ham ngủ là cái người thú sinh, cho nên chúng ta phải tập mà thuộc cái ngủ, giờ nào cho ngủ là phải ngủ, mà giờ nào thức là phải thức, không được tự ngủ. Là do đó chúng ta ví dụ như những giờ mà chúng ta cho ngủ thì chúng ta quy định cho những giờ bảo ngủ thì tâm chúng ta nằm đâu là tâm chúng ta yên ổn và biết làm việc ngủ rất ngon lành. Còn nếu mà không thì lúc thì ngủ như thế này, lúc ngủ như thế khác thì nó là phi thời, nó làm cho sức khỏe chúng ta cũng không bền, và nó có sanh tâm lười biếng. Như vậy là cái người đang ngủ là cái người lười biếng, cho nên cái người chia nhau chỉ có người ngủ, mà cái người lười biếng là cái người biếng. Do về đây thầy dạy cách thức để làm chủ cái ngủ, làm chủ cái ăn, ăn ngàn bữa tới giờ ăn, ăn hoàn toàn là các việc khác không ăn thì hợp, tức là ăn rất là tiết độ, ăn điều độ, rồi ngủ cũng vậy, ngủ rất điều độ, giờ nào ra giờ đấy, cho nên không ngủ phi thường, tức là làm chủ ngủ, làm chủ được ăn, làm chủ được ngủ thì chúng ta mới làm chủ được sự sống chết, được thôi mình đang. Và do đó thì cái giai đoạn cái hạnh cuối cùng đó là hạnh nhiều sống một mình. Bởi vì chúng ta thích vui, cho nên vì vậy mà chúng ta hay biết duyên với nhau nói chuyện, thì nói chuyện này thì kia thì một hơi có những chuyện làm chúng ta cải biến như vậy. Còn một mình chúng ta ngồi sống thì không ai nói gì, không chúng ta tích được chướng ngại. Vì vậy mà chúng ta sống được một mình thì trong khi đó từng tâm niệm chúng ta ở nhớ điều hành cái kia đều là chúng ta dùng tâm như chúng ta ấy đuổi sạch, chỉ còn lại một tâm bất động thanh tịnh vô sự, cuối cùng chúng ta tiến đạt. Cho nên ba cái hạnh ăn ngủ và cư chúng ta phải giữ trọn vẹn. Và sau khi giữ trọn vẹn thì thầy cho một cái thấp vào cái bụng, cái thấp đó
chúng ta chỉ trong vòng 5-6 tháng sau chúng ta dùng cái pháp cách ấy, mỗi từng niệm nào khởi ra, từng cảm thọ nào cái thân đều là chúng ta để lui ra hết, chỉ còn hầu là nhớ cái thân an ổn và cái tâm thanh thản. Lúc bây giờ chúng ta chỉ là không bắt đầu tới đâu có khó khăn đâu thầy mất ở trong pháp như một cái pháp như thế này nhỏ vậy. Hàng ngày có người cho chúng ta ăn được cơm, người chúng ta cứ ngồi cứ tác ý xả thôi, có niệm nào chúng ta xả, có cảm thọ đau tê mệt mỏi gì trên thân chúng ta xả, nhưng chúng ta phải giữ được ba hạnh, ăn một bữa không ăn nhiều bữa, thì ngủ chúng ta ngủ giờ giấc hẳn hoài chứ không được ngủ như thế giảm sống của mình. Ba cái hạnh này sống được thì chỉ trong vòng 6 tháng thì chúng ta đạt được cái mình bất đẳng, còn ba hạnh này mà giữ chưa trọn thì chúng ta khó mà giữ được. Nếu mà thấy đơn giản lắm, nhưng mà có điều kiện là quyết tâm hay là không quyết tâm. Quyết tâm thì mình sống trong một tuần lễ, mình sống một tuần lễ thì mình quyết tâm nhất định là nó muốn đi ra chơi đó, nó muốn đi chỗ này chỗ kia đó, nó ở trong thách mình đó, nó buồn rồi đó, nó muốn đi dạo đó, hoặc là muốn lấy chỗ đi quét đó, hoặc là nó khởi ý mà muốn đi ra để mà nhổ mấy cái cỏ ra, nó là không được, cấm liền cái khác, bắt buộc ở đâu khác tu hành chứ không có được đi ra. Do đó nó không đi ra nó làm cái gì hết, tức là nó không tạo nghiệp, nó chỉ còn có tạo nghiệp bất động tâm thân thả thân thả vô sự. Tốt bây giờ chúng ta đi ra. Chứ nếu trong khoảng thời gian 6 tháng mà chúng ta đi ra, đi vòng vòng thấp chỗ này qua chỗ kia chơi, đi không nói chuyện ai đó, mà nó cũng bị bấm. Rồi thấy cái sân dơ quét cũng bị bấm rồi, thấy cọng cỏ nhổ cũng bị bấm dẫn. Cho nên chúng ta để cho cái tâm nó quay vô hoàn toàn. Sau khi tâm nó quy vô, nó bất động hoàn toàn thì lúc bây giờ chúng ta đã bằng giữ được tâm bất động rồi, thì sau đó 6 tháng sau chúng ta thấy được tâm bất động, chúng ta sẽ ra, chúng ta làm tất cả mọi cái về xưng nói chuyện gì với tất cả mọi người đều hoàn toàn không bị lạc. Còn bây giờ chúng ta chưa giữ được cái tâm bất động đó mà chúng ta đi ra nói chuyện là chúng ta bị phóng được, chúng ta sẽ bị các pháp nó lôi chúng ta và tâm phiền não chúng ta nó sẽ sống trở lại. Nó là chúng ta đang đơn giản quá. Khi mà để nghe thầy nói thì dưới mà thầy hãy cố gắng từ chúng mình. Ngày xưa Đức Phật dạy các con từ các bước cho mình, các con hãy từ các bước cho mình, Đức Phật không đi dùng. Cũng như bây giờ thầy dạy quý Phật tử hãy tác ý, hãy tu tập, hãy giữ tâm mình bất động, hãy ăn ngày một bữa, hãy dùng cái pháp thân là đẹp phá tất cả những môn trầm thiền miên, để rồi chúng ta sống được hoàn toàn thì chúng ta sẽ chứng là cái kinh tế sống được phát triển. Hôm nay những quý Phật tử về đây được thân thầy, được nghe thầy nói cái pháp tu tập rất là đơn giản, hãy cố gắng cứu mình, không ai cứu mình bằng chính mình hãy cứu mình, có thân là có khổ. Bữa nay thì ngày mai thì chưa chắc đã hỏi, nếu nó không bệnh đau thì thôi, mà đã bình an đó là một nỗi khổ không phải cho mình mà còn cho những người thân. Một người đau thì làm sao mà những người thân của mình có yên tâm được, còn phải lo lắng. Một con người đau cả bào không ăn còn, con người chúng ta nó phải hơn con người nhiều chứ sao. Vậy mà con thức dậy nó còn như vậy, nó ngồi để chúng ta trong gia đình có ai bao giờ vợ đau mà chồng đi chơi được đâu, không thể. Mà chồng đau, con đau, người mẹ, người vợ không thể yên tâm được. Đó là cái nỗi khổ. Một người đau mà cả nhà làm sao mà cho được tự cảm như vậy là quá tuyệt nhất. Mà thầy nói cái phương pháp chữa bệnh thì bệnh không có, thì làm sao sau này đau khổ rồi mới chết được. Cho nên nó nằm yên nhỏ, nó một chết mũi ngon là thầy đó. Thì ai cũng ước mong mình như vậy, nhưng mà mình không tập luyện là sao biết được. Cho nên các tổ của mọi người như Hòa Thượng Trường Văn, Hòa Thượng cũng nói viết một cái bài sám cầu cho cơ chế biết ngàn biết giờ biết khắc biết rằng, nghĩa là cầu cho mình chết mình biết được ngày giờ, cầu xin cho sự thật ra đạo Phật là làm chủ chứ không phải cầu xin, không cầu xin. Bây giờ mình làm chủ mình muốn chết mình làm chết, không phải mình không phải đâu cầu xin. Nhưng các tổ bên tình đạo thì không thể được thêm cầu xin, cầu xin cho cái khi mà khi tìm đi xa với đoàn thân đi, đó là cái thức để cầu
Và ở đây chính là không phải đại đạo mà Phật giáo nguyên thủy. Các thứ thuốc trong dạng chúng ta làm chủ sự sống, có bệnh đối bệnh mà có bệnh mà nằm xuống để tự tại để thở từ dừng khi con trong khi đó không mệt không đau, đó là tự tại trong sanh tử. Hãy ráng được thật gì một ngày chỉ mình cần bỏ 30 phút hay hoặc là 1 giờ khi thật mình 1 giờ mình chia ra buổi sáng hay buổi tối 1 giờ ở nửa giờ buổi khuya nửa giờ thì ở ban đêm ban ngày đi làm, mà ban đêm thì tối tất cả gia đình đều ngủ hết rồi, hay gì hay hoặc là mọi người ta xuống qua TV, thì trong giờ đó mình bỏ 30 phút mình không cần xem TV, mình chỉ tập. Rồi khuya mọi người thì yên giấc ngủ thì mình thức dậy mình tập 30 phút, cứ ngày ngày cứ buổi tối và buổi khuya mình tập, bỏ ra như mình tu tập có 1 giờ thôi, tối nửa tiếng rồi khuya nửa tiếng, và ngày nào cũng tập như thế mà được. Trong 5-6 tháng sau mà tập luyện như vậy, quý Phật tử có đau rồi không biết, tự bảo ta ý như thế này, thọ là vô lượng. Cái bệnh đau bụng này không có đau nữa, mình đi đi. Thì đầu cậu im lặng, nó nói cái đầu. Nó hay quá nè. Hoặc cái đầu mình nhức, hoặc là cái chân mình bị khớp khớp nó đau biết, hoặc là nó bị nhức chỗ nào, bất cứ một chỗ nào trên thân chúng ta bảo đi, thì nó sẽ đi liền. Mà chỉ mình có kiên năng mình tập như vậy thôi, rồi kia tối mình tập 30 phút, rồi kia mình tập 30 phút, thì nó có những phương pháp đơn giản. Muốn trị bệnh của mình thì nó có câu như thế này, biết Phật tử nhớ kỹ: an tịnh thân hành tối quy vô, an tịnh thân hành tối quy vô, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi đáp ý là mà cứ như vậy cái 5 hơi thở đáp ý là 5 hơi thở đáp ý là đúng 30 phút nghỉ đi đó. Khuya dậy cũng tắt ý câu đó, an tịnh thân hành của Đức Phật kia, an tịnh thân hành. Bởi vì mình biết cái thân mình bữa nay nó an ổn vậy, chứ ngày mai nó sẽ bệnh á, thì chắc đã là không bệnh đâu. Cho nên bữa nay mình tập trước đi. Nếu mình tập dậy cái thân cũng bệnh, mà có bệnh thì bảo đi thì nó đi liền. Các bạn hiểu không? Mình bảo nó đi thì tức là mình đưa vào thở rồi, mình biết mình thở ra, cho mình tập biết cái bệnh của mình. Ví dụ như cái đầu thì đang nhức nè, mà thì thường tập cái câu an tịnh tâm hành của biết chúng vô, an tịnh tâm hành của biết chúng ra, rồi thì biết được. Bây giờ nó nhức đầu, thầy bảo cái đầu đau này đi đi, ở đây không có đau cái đầu nữa nha, thì thầy tác ý như vậy, thì tác ý câu kế an tịnh tâm hành của biết chúng vô, an tịnh tâm hành của biết, rồi thầy chúng biết vô là một chuyện tốt ra. Thế đến khi thầy nhìn lại cái đầu thì hết ra, bởi vì thầy ở hơi thở chứ thầy đã ở trong cái chỗ nào cái đầu đâu mình ra. Các con hiểu không? Mà tại vì thầy đã tập, thầy tập 5-6 tháng nó quen rồi, cho nên thầy bảo nó an tịnh rồi thì bắt đầu thầy chỉ biết hơi thở thôi. Bây giờ thầy bảo cái đầu đau này không có đau này, và biết hơi thở an tịnh không hơi thở đi, thì bắt đầu thầy có hơi thở đen. Bây giờ thầy tập nó quen rồi, bây giờ thầy đương vô hơi thở rồi nó ở trong hơi thở đi, mình cứ thở ra thầy vô thở ra, lát nữa thì không còn thở ra vô nữa thì nhìn coi nó hết rồi. Bây giờ cái đầu này đau nó trở lên. Nó đơn giản như vậy mà tại sao chúng ta tập? Nó lợi ích như vậy mà tại sao chúng ta tập? Mà nó có, nó chỉ ra xong có tập luyện cái chút thôi, chứ nó có tốn tiền có bạc gì đâu. Mà trong những cái buổi giống như buổi tối như con thấy gia đình mình xứng nhau đi qua TV, còn như mà mình tìm ra thôi. Mà mình có phù hợp cái buổi tối. Bây giờ thì chắc chắn ai cũng ngủ rồi, mình dậy, mình thấy nó có phù hợp đó, mình dậy mình tập, có gì đâu. Ngờ là sau thời gian gia đình không hay mình tập luyện gì vậy hết, cuối cùng có bệnh mình hạnh phúc quá đấy. Ai làm cũng được hết, hay nói người già cũng tu tập được mà người trẻ cũng tu tập được, như các cháu thì hai cái thứ nó cũng tập được mà lại nó siêng năng tập thì nó cũng chữa được bệnh nó, mà nó không còn chỉ đang cổ này và hẳn nó đi bệnh viện như đầu không làm gì chỉ nó hay là chỉ con sẽ làm vậy, rồi nó cứ tập nó làm vậy chứ mà nó mình giúp con mình, giúp thân mình, giúp con mình, mà là con mình không đau thì nó sẽ trừ ra có cháu bé nó chưa biết gì không, chứ nó đã biết đi học thì nó đã biết được viết chữ, nó đã biết được cô giáo dạy nó đã học theo được, nó hát được thì mình dạy nó đã biết được.
người ta ý nó thành cái lực của ý thức của nó. Thế nên mình dạy cái câu an tịnh thân thành thứ thế giới, an tịnh thân thành thứ thế giới, thì cái thân của mình sẽ an ổn hơn với nhau. Thấy không em? Đơn giản lắm. Bây giờ mình còn hỏi thầy, thầy dạy cái con bói nó rất là tuyệt vời. Chỉ có nhiêu đó về tập học 6 tháng rồi. Dạ, kính bạch thầy, nay gia đình của Hiếu thầy là mẹ Hiếu chuẩn bị đi về bên đó, thì Hiếu cũng có một số việc để bạch lên thầy để thầy chỉ dạy. Có gì thì để ngồi ra ra hòa, còn không có gì quan trọng thì cái quyết định là như là những phước của mình sẽ nên làm cái nên mà thiếu phước thì là cái gì nó không trăn trở, nó khó khăn chứ không có gì. Cho nên khi họ về với mình thôi, và tất cả những cái điều kiện này đều là do mẹ an con, đừng sợ, đừng lo gì hết. Khi mình rời khỏi ở đây mà đi xa thì nhớ cái duyên đến lúc này thì cứ bình tĩnh mà mọi sự việc xảy ra thì mẹ cứ nghĩ đây là những quả thôi, thì tâm mẹ nó sẽ bình an chứ không được cái con về nhớ nhắc mẹ là như vậy. Mọi người là chúng tôi một đi nhưng mà cái sự lo lắng đây như là và cái sự lo lắng của con bắt nó bằng mất cho mình đừng có lo lắng. Vì nhân quả nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi từ chút từ giây trong cái đời sống của mình. Cho nên khi mà hiểu biết được nhân quả thì tâm con sẽ bất an, không có an được an ổn mà không còn lo lắng. Con cứ nhìn nhân quả, đừng sợ gì lo gì nữa. Cái gì nhân quả là sắp xếp thì sẽ an ổn. Và thứ hai là mẹ thì con cố gắng để cắm cái gì có thể chế bản thân mình ra. Mà tình hợp trong nhà mỗi người có một cái dài thì con thấy rất là kiên nhẫn về giải. Nó con sẽ giải như thế này đây là nhân quả. Nó gặp nhau thì trải nó còn những cái phiền não, những cái điều kiện xảy ra đây là nhân quả. Còn những điều vui vẻ nó cũng là những cái phiền họ cứ với nhau. Bởi vì mình có giai với nhau thì gặp nhau được trạng thương mà quả khổ cũng là quả khổ. Cho nên mình dạng hiểu nhân quả vậy thôi, không có mình sẽ vui vẻ. Bởi vì những người thân của mình xung quanh đều là những người giai nhỏ nha, nghịch hay là thuận. Nghịch thì nó là những cái ác pháp, nó là cái đau khổ, cãi cọ, phiền não. Còn thuận thì nó thương yêu, nó ngọt ngào, đó là thuận. Cho nên mình dạng điều có điều mình nhìn qua nhân quả thì con sẽ bình an. Cần phải có một cái trí tuệ nhân quả mà có cái hiểu biết gì nhân quả thì mấy con sẽ được bình an nhất. Cho nên thầy khuyên mấy con là ở trong cái nhân quả của mấy con, mấy con chấp nhận nó, vui vẻ chấp nhận, đừng lo lắng, đừng sợ. Nó sẽ chuyển biến, mà khi mình chấp nhận mình bình an thì nó thay đổi. Bởi vì nó chi phối được không có được mình. Coi như thay vì mình phải trả cái nhân quả đó, phải buồn phiền, phải đau khổ gì đó là mình trả nhân quả. Nhưng bây giờ mình đã hiểu nhân quả cho nên tâm mình không buồn phiền thì đã chuyển nhân quả. Con hiểu cho nó thì chuyển nhân quả. Mà chuyển nhân quả thì đem lại đến bình an hơn. Nó còn hiểu được. Cũng như hai người gặp nhau mà tâm nhân quả nghịch thì hai người này sẽ lời qua tiếng lại. Mà bây giờ mà biết nhân quả mình nhẫn đi. Cái đạo Phật nó là cái tội lớn nhất của tâm ta là tội tiếng. Để về sau có điều như cha mẹ không vui thì sẽ bắt ta đến thân. Là sự thật ra nó không nói nó yếu là tại vì mà dựng lên cái người mẹ sinh đứa con ra là nợ nó. Một đứa con mà quan quả mà hiếu hạnh đó là đứa con nợ người mẹ. Người mẹ bảo sai cũng nghe, bảo đúng cũng nghe, đó là cái đứa con còn nợ người mẹ. Còn trái lại người mẹ nợ đứa con thì đứa con tránh nó là thì cái xã hội chúng ta cho nó có tính chung đúng sinh được nhân quả, không có bất hiếu, mà đây là luật cảm nhân quả. Và giai nó đến rồi là chứ chưa hẳn là thiếu mà không hiếu, bởi vì dẫn đó là giai nợ nó sinh nó ra, còn không giai nợ là không hiểu không giai nợ đứa con nó sinh ra. Mà nó luôn luôn lúc nào cũng biết nghe, nó không trộn khắp cái tiền con, nó làm đem lại làm giàu cho con thì đứa con đó là đứa con nó đến trả. Còn nó phá tháng nó ăn cắp tiền con này kia là con ký nợ đó đấy, nó đồng
cho nên con cho nó được dưới thiệt không? Mà còn ở đây là có cái được kết quả, nó rất công bằng không? Cho nên vì vậy mà con mới ăn ta. Còn con thấy nó là đứa con rất yếu thì con không ăn. Nó cãi lời con thấy thằng con này, nó hoặc đứa con này quá bất hiếu thì con phải khổ đau. Còn ở đây là cả vui vẻ và ước nguyện con sẽ trở thành một con tốt. Tại vì mình xưa cho nên con phải không tự mắng con không gầy không gì nó được thì lần lượt nó trở thành đứa con này. Tức là con trả nó hết, tức là con chịu được cho con này, nhưng cứ đưa con chịu cho con không thể nó là tấn công người tự con hiểu không? Thì đứa con nhân quả là chuyển nhân quả mà không hiểu nhân quả mà cứ đúng được cái đạo đức cứ hiếu hạnh hiếu hạnh cái đó là không thể nhìn sự thật. Mình dai nó, mình đẻ nó ra thì nó nghe lời mình đó là nó nợ rồi. Nó không phá mình này kia đó là nó nợ rồi. Mà nó làm một cái gia đình mình chiên cái này kia cho mình tốt thì cái đứa con mình tốt bây giờ nó nợ mình. Còn một đứa nó phá tán nói gì nó không nghe cho ăn đi học nó trốn học lên xuống nó làm cho mình bực tức. Đây là mình nợ mà khi con hiểu con nợ nó vui vẻ hả nhỏ nhẹ tiên lên không đánh không chửi mắng nó thì con cũng tạo cái nhân quả này thì lần lượt của con nó cũng tốt. Cho nên nhiều khi mà cha mẹ tức giận con mình nói nghe đánh nó hoặc là chịu đến khi nó bỏ nhà nó đi lang thang tội gì đó cái thứ giáo dục của nó là cứ nghĩ là con mình rất hiếu không hiểu con nó nhiều khi cha mẹ của mình như bây giờ con chưa lập gia đình mà lập gia đình rồi thì cái người mẹ họ làm cái họ cứ ưa cái này dâu họ đủ thứ mà nó mà con nói cho mẹ con nghe thì bà lại nói mày là thằng bất hiếu biết vợ mày nói thì cái này là cái khó chịu nhất mà con nhiều gia đình con mà con thấy rồi mà thấy nhân quả rồi thì coi như là xả bớt từ đó nó chịu đi. Thầy bảo cứ nhìn nhân quả của thầy thì lo cho mình ăn chứ đừng thấy mà nghĩ gì người ta đứng trong cái lập luận để người ta xây dựng cái nền đạo đức của con người thì mất ở trên này lại nghe dưới phải chấp thờ thì đó là không cần cho nên đó cái đạo đức con tiến là đạo đức của mình còn đạo đức của đạo Phật cái đường đạo dù là con mình nói vậy mà cũng được hắn nghĩ cũng được cái này để tôn trọng cái sự sống của nó cũng như là cha mẹ phải biết tôn trọng cái sống của con không được đánh nó một vật một tay bọn này tức giận quá nó còn là hắn thì đó là không tôn trọng sự sống nó luôn sẽ nói ra nếu mình có nói phải nghe mà bị sự sống của mình học cho nên con làm khổ mình cũng được nếu con mình chứ mình làm khổ nó khóc nó đau thì đó là mình thì còn mình đẩy như là thì có thể là như vậy là những người không chịu nhân quả mà bạn bè cũng đều đã được nói được vì giáo dục ở bên trong tiếng thì rất là trên bản thân như vậy thì đó là để cho cái tốt chế sức chế các bạn sang đó không đạo đức cho nên cố gắng chi được cái nền đạo đức nhân quả nhân bản này thì hiện hạnh phúc con vô cùng cha mẹ dạy không lời họ mà chứ không được nói nó to tiếng không được có cái hành động khô lỗ chứ nhiều khi mình nghĩ con mình sinh ra thấy nói là mình thì không được bây giờ được pháp của nhà nước cũng đặt như vậy cha mẹ mà đánh con mình còn nhỏ 10 tuổi 1, 2 tuổi mà đánh như vậy là nhà nước được pháp không chấp nhận được cái luật bạo lực trẻ em mặc dù là cha mẹ cái phim nó kêu nói được bây giờ nó có cái sự công bằng thì thấy nó đi gần những cái nền đạo đức tốt đẹp nó phá vỡ những cái nền không khí thì phần này là ở trong giả là cái chuyện là nếu mà thật sự trào nam giới thì không có được thành người đó thì là cái phía sau à thật sự đã đúng rồi vì mình nắm cái giới đó là nắm cái giới này nếu mình không chọn thì sao này còn phải thả như vậy vì cái giới thì là giới sống sao đó mà mình cũng có giữ trọn thì mình biết là biết không chứ không thì làm sao mà phải trả những cái quả đó mình kết đi thì cái tiền của tiền tiền người khác nó sẽ tu ra nó sanh làm nó là giả vô được kiếp chứ không phải là trong một kiếp một kiếp con và cháu cần phải tái sanh được phải nó rất lâu lắm nó mới làm được không có
con thấy trong xã hội này cái số người mà hiểu biết về đạo Phật thì nó khó, mà hiểu đúng thì càng biết nghe nghe thầy sao hiểu hiểu đúng càng biết nghe. Ví dụ nếu mình sống mà như ăn thì cũng xong nó bị quá đau thương nữa, tức là đau lắm, cha mẹ ăn bị khó mình chi tiết chi tiết hơn những cái thứ nào đó. Bởi vì cha mẹ mình cũng đang sống trong cái nghiệp ác chiến tranh đốt là chiến tranh dạy mình mình chết cũng thành những cái loại chiến tranh đó. Bây giờ mình đang ăn cuộc chiến tranh đó, ăn cuộc gà cám tô chua, chứ mình không ngờ là cha mẹ mình đã không bàn mình đã không được mình vượt qua chứ không phải gì khác. Nhưng đó là cái nghiệp nhân quả của cái dòng duyên hồn duyên hồn của mình. Cho nên như vậy mà hiểu biết đạo Phật thì nên giữ gìn, mà chưa biết đạo Phật chưa hiểu thì mình nên cố gắng mình học hiểu, học hiểu rồi mình sẽ thực hiện đúng chứ không chế ép chế mình. Ví dụ giờ nghe nói là ăn chay rồi tập mình ăn chay liền được, nhưng mà mình phải tập hiểu đức nhân sinh, biết thương yêu mình, thương yêu sự sống của loài chúng sanh như thế nào. Từ là thương yêu đó chúng ta cảm biết, chúng ta biết là chúng ta ăn chay mình không được thương chúng sanh nữa, do từ thiếu thương yêu mà chúng ta không biết chúng ta, chứ không phải gì giới luật của Đức Phật giữ cấp mà gì giữ đức mà chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu chúng ta thì cái này đúng pháp. Như vậy là mình thương những người thân của mình còn xấu này thì cái cách mà mình khuyên người cả nhất là bên hai mình còn từ cái thân thành của mình phải tập luyện, mình phải tập luyện. Như bây giờ con thương ở trong gia đình con có năm người, con thương những người trong gia đình thì con sẽ giữ gìn thân giới, con ước gì sao cho những người thân con trong gia đình bình an, không bình an, không tai nạn xảy ra, thì con giữ vốn đó để mà cho những người thân trong gia đình con thì con đã mất một tháng giữ gìn tâm giới thì chuyển biến nó làm cho những người thân trong gia đình con không tai nạn, không bình an. Đó là nó cái giới mà giới là thiện pháp, mà thiện pháp nó chuyển ác pháp, nó làm cho gia đình con một người ăn chay thì gia đình mình hạnh phúc bình yên lắm. Mà nếu mà cả trong gia đình năm người đều ăn chay hết, đều sống tâm giới hết, hạnh phúc lắm. Anh nói thật sự đạo Phật đạo cơ bản cũng đúng là con người là chúng ta làm cũng vô cùng, và chúng ta còn phạm những cái giới luật, phạm những cái đức hạnh, thiếu đức hạnh, cho nên chúng ta còn đau khổ. Nó thuộc gì được nhân quả rồi, để sống thiện thì được bình an, và hai cái gì cũng nhất định không có luôn, không có luôn uống mình giải thoát quá được thì con sẽ hướng dẫn quả. Nó cái dạng thực tế cao cả nhớ nghe bà học trong cái bộ kinh đó thì thầy nói cần có những cái sự thiếu sót và những cái sự lạc tê của các con ấy, thì như vậy thì đến bao lâu thì mình có được một bộ kinh đúng chánh gốc của lời Phật dạy, và trong cái bốn cuốn những cái lời gốc Phật dạy mà thầy đã soạn ra thì đã đầy đủ hết chưa hay là chỉ có một lần thôi? Chưa còn, nghĩa là chừng nào mà có cái gì thân mà chưa quả mà chỉ kết tập lại cái bộ kinh Phật Phật Kinh, cái bộ kinh hiện giờ bằng kiếp viện mà Hòa Thượng mới cho mình dịch ra những thứ thì thầy đào tạo được một số người và đồng thời thầy chủ trì, chủ trì cho cái buổi mà kết tập thì mình chấp thầy không nói. Bây giờ thầy chỉ viết ra những lời tốt và dạy lấy ở trong kinh thì viết thầy Hòa Thượng mới cho mình dịch, mà thầy giải thích cho người ta hiểu được tổ của Phật giáo như vậy, như vậy chứ không phải hiểu như vậy, hiểu như đại thừa thì không được. Cho nên thầy lấy cái này, đây là đường tổ tu tập như vậy, chỉ bốn tập này thôi, nhưng mà thầy không làm cái nhiệm vụ này, cái gì mà mình thầy chưa đủ cái niềm tin cho mọi người. Mà ở đây thầy kết hợp là 10 vị A La Hán mà thầy đã đào tạo như thế. Sau khi 10 vị có rồi, thầy là người chủ trì của cái cuộc kết tập kinh phạm này, tất cả những bài kinh mà các tổ thêm vào đây thầy đều gạt bỏ ra hết, cái tập thể này gạt bỏ ra hết, nghĩa là những người tu chứng qua A La Hán rồi sẽ gạt bỏ hết những cái lời dạy sai, đưa vô làm hư hoại cái bộ kinh của lời Phật dạy. Còn cái nào lời của Phật dạy thì để y cái những cái lời Phật dạy không được sửa, để làm tốt lại đạo Phật. Chứ bây giờ mình thầy làm được, người ta chưa đủ, chưa được niềm tin, ta nói chỉ có mình thầy muốn giảng thôi cũng được. Bây giờ ví dụ như cái lời Phật dạy, trong khi đó ở tại cái bên Ấn Độ, cái vị trí đó, trong cái thời điểm đó là thời gian nào, nói cái bài kinh đó với ai,
thì thầy dùng cái tuệ tâm minh thì thấy được cái hình ảnh Đức Phật đang thuyết giảng. Thì đây là cái vị chứng quan á, này cũng phải dùng tâm minh thấy như thầy, và mười người đều thấy Đức Phật đang thuyết cái bài kinh này trong cái thời điểm đó, đúng không? Đúng thì chúng ta chấp nhận, mà không có thì chúng ta ra. Mười người thấy mà, chứ đâu có một mình thầy có, thầy độc đáo, thầy độc đoán đâu, phải không? Còn hiểu không? Cho nên cái tập kinh không phải chuyện dễ đâu. Cho nên khi mà ông ta viết đó, tập trung nâng cao gì, con là khi được ai đó đều là đọc lại cái tâm của ghi chép. Cho nên sau này cái vua dục mới ghi chép lại thành chữ, thành sách, cho nên nó đành mất hết rồi. Hồi đó thì ông ta viết tập trung lại thì một số mà chứng quả là 500 vị mà vào đó thì ông A Nan chưa chứng. Ông một đêm mà ông nỗ lực thực hiện một đêm mà đi thân là niệm chứng đạo, sáng hôm sau ông mới chui vô hang người ta kết tập thì ông mới vô đó ông kết tập. Thì ông A Nan mới là người dòng thai nhưng mà A Nan chưa nghe Phật. Nhưng mà lúc bây giờ họ kết tập kinh bằng cái đọc nghe thôi, đã cái bài kinh cho 500 vị này nghe thôi, đó là dạy vậy vậy thì ai cũng nghe được hết, nhưng mà không ghi chép nữa. Không cái thời sao mà kỳ lạ gì chứ, không có thành sách được. Có nghĩa là cái thời đó người ta có thể người ta không muốn chép, người ta nghĩ rằng những cái người ta lá học rồi người ta nhớ, người ta không quên. Nhưng mà sau này có người sau này không chứng quả hán, nghe rồi quên mất, mà nghe rồi quên mất lại thêm. Bởi vì cái tiếng giải của người ta chưa làm được cái đó, người ta tiếng giải nó thật. Còn những bậc A-la nói lời nói đó, cái đúng, người ta không có thêm vô. Còn mình thì không biết, rồi mình cứ nghĩ tưởng như vậy vậy, mình tưởng ra mà thêm vô là nó lệch kinh. Ta đổi sau này, bảo lại kinh sách chép lại như thầy quá được. Ôi, các vị nói, còn là sao tăng không, thế mà cứ tiếng A-la. Cho nên tới tập kinh thêm vô nhiều quá. Hồi đó tôi cũng nghe vậy vậy, thầy tổ tôi dạy vậy, nhưng mà bởi vì tôi chưa chứng cho nên bây giờ tôi thêm vô mà tôi cũng nói mà nói thôi, không hiểu chứ. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái nhiệm vụ mà làm là cái bản kinh quy thủy này là phải 10 vị trong đó có thầy, thì chờ để mà thầy sống tới đó rồi con được chứng kiến thầy con có được chứng kiến cái việc tập kết không? Nếu mà con có ước ao rằng ngài mà tập kết được cái điều này với 10 vị chứng quả tháng mà tập kết được điều này, ước nguyện sao cái giờ đó con còn sống. Thầy nói thật sự thầy sống 2 năm tuổi được, mà 2 năm tuổi chắc gì con sống. Con hiểu. Con bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, con tính 80-90 tuổi hay 100 tuổi, con có cao lắm thì nữa cho con 100 tuổi cũng phải chết, mà thầy sống 200 tuổi. Bây giờ thầy bây giờ với con bây giờ 200 tuổi thì con thấy con khoảng 100 mấy mà. Có phải không? Thì như vậy là con là thành viên của mà con ước nguyện là con sẽ được dự vào cái lúc mà tất cả cái tàn tích nguyên thủy là bằng tiếng Việt Nam và ngữ như Việt Nam chứ không phải là cái việc này vinh dự, nó không phải là người ngoại quốc nữa mà toàn là người Việt Nam, mình ước người Việt Nam chứ quả là một vinh dự cái đấy. Cũng như bây giờ thầy tu thì làm chủ được vậy là một vinh dự của quý hương này. Chứ nếu mà thầy là người Ấn Độ hoặc là người Mỹ, người Pháp hay người nào đó thì không vinh dự cho đất nước này. Nếu mà là người Việt Nam làm được cái chuyện này thì nó là một vinh dự. Mà bây giờ kết tập những lời Phật dạy là những bậc chứng quả A-la hán thì con thấy đây là một vinh dự. Mà thầy đang đào tạo những người đây vừa là niềm tin cho Phật giáo cả thế giới, cho con người trên hành tinh này. Người tu ra đạo Phật là làm chủ được gì vậy? Mà cứ nói sao? Thích chân thầy là đàn đạo chứng đi. Mà ngay nhiều khi bản thân mình, bản thân con mình lại đang giận cũng tức lắm, hay là làm gì tới người ta cũng lớn tới mình nói tiền rồi bỏ. Thì con thấy con cũng đã nhẹ nhõm rồi. Dạ. Chứng thì như vậy không biết vì con người chúng ta suy nghĩ cái gì thế nào, hay là do một cái định kiến, một cái kiến giải gì đó mà cứ đợi thầy phải chứng đi, chứng đi. Nhưng mà ngày đó cũng là một, cũng như con có một cái anh quen cứ nói là gì à? Tại sao những cái chuyện nhỏ nhất của thế giới người ta cũng quảng bá rằng là đó, mà chúng ta có một cái vị thầy đã ngồi với mình nên là đáng tính như thế mà sao rất ít người biết. Cho nên sự thật ra mỗi người chung là những người biết nhận xét về những con người kiến đạo của nó. Chứ người ta nghĩ Đức Phật cũng không phải đạo Phật chứng cái gì,
cao siêu, cho nên họ cứ nghĩ là thầy sẽ giảng. Chứ thật thầy nói chính chứ sao chứ? Chứ Phật đã nói mà pháp ta không có thời gian đến để mà thấy gì cũng chứng đạo như thế, cũng làm chủ chứ gì? Đâu có phải mơ hồ đâu, phải trừu tượng. Biết bao nhiêu người cư sĩ về đây rồi, con bệnh đau thì không dùng thầy, mà con thấy tỷ lui được mình không thấy gì, không phải chứng sao? Đó gì mấy con mặc cái áo cư sĩ rõ ràng, còn gia đình này khi đàng hoàng cũng chứng chứ đâu phải không chứng đâu, làm chủ được bệnh rồi. Mà làm chủ được bệnh tới chừng mấy con chưa làm chủ được chết, cũng chết nào chết, sống mà nào sống gì. Nhưng mấy con không bệnh mà mấy con chết phải tự tại ra cũng sướng lắm chứ, đâu có gì mà khổ đâu. Bởi vì không bệnh đau mà nằm xuống cái ngủ luôn cũng hơi khỏe, chết rất tự tại. Thầy nói chưa đi sâu tới cái giai đoạn mà chúng ta làm chủ nhập tứ thiền. À, cho nên vì vậy mấy con chưa nhập được tứ thiền nhưng mấy con vẫn tự tại, nó sẽ tử chứ đâu phải. Nói mấy con đuổi được bệnh là thầy thấy mấy con tự tại rồi. Có bệnh đuổi rồi thì nó đâu còn đau nhất nữa. Thì giờ nó chết thì nằm xuống chết mà bệnh cũng không khỏe, không có tự tại. Dạ, thực pháp của thầy thì con có đọc cũng nhiều luôn không? Nói gọn lại tương như đây, quý thầy thấy có đủ chưa? Cái thứ nhất đối với cái người cư sĩ như chúng con thì trước hết là cái giữ năm giới. Cái thứ hai là mình phải có cái hành sống là nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng. Dạ, thì con chứ. Và một cái phương châm để mà mình luôn luôn nhắc nhở là không làm khổ mình, không làm khổ người với mọi việc. Đó là con rút lại được trong cái cuộc sống của người cư sĩ của con. Và đến theo lời thầy dạy thêm nữa thì bây giờ con sẽ cố gắng định tâm để mà đuổi bệnh. Dạ. Và những cái ước nguyện nào của con thì con cũng định tâm để con ước nguyện thôi. Dạ, thì như vậy đã đầy đủ chưa? Đủ rồi con. Dạ. Con cư sĩ như vậy thì con đã đủ rồi, con có cần những hết. Cái những cái mà tốt được là những điều mà con đã nghĩ là một trình là đã đủ cho một cư sĩ sống như vậy. Nhưng mà để được nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng, thực sự ra nó cũng cả một cái quá trình mà tư duy về nhân quả, về định cô lậu, về định sát, cả một cái quá trình mà phải là mình soi xét rất kỹ thì mình mới thực hiện được cái nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng. Đúng rồi. Dạ. Đòi hỏi có cái thời gian phải tư duy. Vâng. Và phải biết về duyên khởi. Phải hiểu về nhân khởi, phải hiểu về nhân quả. Thật sự với cái đó con cũng rất là yếu, cho nên nhiều khi không có thể nào mình nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng một cách mà mình cảm sau đó mình nhìn lại vẫn còn rất là dễ. Thì giờ mình bắt đầu mình lại phải học về duyên khởi, học về nhân quả. Thì những cái duyên khởi nhân quả thì mình không có dạy. Coi như là thầy đã mở cái lớp mà tính trực tiếp, tức là thầy dạy mà kiếm gì mấy con được dựng cái lớp này. Cái điều lớp đó tôi triển khai cái tri kiến có mấy con gì hay quả rất là tuyệt vời. Thầy nói không xuất tất cả những nhân quả từ cỏ cây cho đến con người, nhân quả như thế nào để chỉ rất là. Mà không có được học cái lớp nhân quả thì cũng ổn. Nhưng mà qua rồi thì bây giờ thầy coi như có một cái dường như là có một người, số người ghi lại trong những cái buổi học đó, ghi lại đó. Cái băng sách họ cũng biết ra, nhưng mà không biết là họ lưu hành như thế nào thì chứ họ đã ghi lại cái tiếp rồi sẽ rồi mấy con có cái tâm nguyện của nhau thì có ngày sẽ gặp lại mấy bộ sách đó, mấy cái đĩa mà tôi cái lớp dạy không có đi đâu chỉ có cái nãy thầy nói con thì cũng khởi lên một cái ý là trước con có nghe nói là thời Đức Phật á không tập kết kinh điển, không có lần đầu tiên, không có ghi thành kinh, không ghi thành sách được đó. Là do thời kỳ đó bút viết sách còn không có, tức là chỉ nói truyền tụng bằng miệng thôi. Nên nãy thì thầy nói là không hiểu tại sao là không có ghi thành sách, thì không biết là trong cái thời kỳ đó còn thô sơ, cho nên việc mà viết sách thì rất là khó khăn. Tao viết trên giấy, viết trên lá, thì có phải đúng gì không? Viết trên lá nhưng mà họ có viết mà. Bởi vì trước Đức Phật nó có luật sư Hoài Đạo, nó đã có ghi chép, nó đã có chữ rồi, chữ Pali, chữ Sanskrit đúng không? Nó đã có rồi. Yeah. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật không được chép là như thế này, chép rồi mấy người cứ đọc có kiến giải không là không có tu, cho nên nghe rồi tu chứ không nghe rồi mà ở đó mà chép rồi cứ ngồi đọc hoài, cho nên Đức Phật không có sao. Vì vậy mà các đệ tử của ngài như ông Ca Diếp rồi là kết hợp cũng không có chép, chỉ đọc nghe rồi nó tu. Tử là lo tu,
Còn bây giờ mình chép thành kinh sách là cứ ngồi ôm một kinh đó đọc hoài, đọc đi ra nói thôi, chứ còn thành ra không có tu. Nên là vì vậy mà thầy biết cái ý của Đức Phật vậy rồi, nhưng mà thầy nói thật sự ra mà tại sao mình không ghi chép cho đúng, để rồi bây giờ thất lạc như vậy. Đó là cũng là một cái lợi ích cho người hiện tại để tu, nhưng mà tai hại cho mình về sau là thiếu đó con đem cái lợi này mà nó hại cái kia. Cho nên bây giờ mà thầy viết sách á là thầy muốn duy trì lại cái đạo Phật, tại vì chỉ có Đức Phật chứ còn thầy đâu có cái gì mà của thầy. Cho nên nếu mà Đức Phật mà nói là duy trì của Đức Phật thì Đức Phật thấy có như là mình niệm ý danh, cho nên ông Phật còn hôn, cho nên nói rồi nghe ráng tu thôi, các con hiểu. Còn bây giờ mà cái gì mà thầy làm là dựng lại của đạo Phật chứ không phải của thầy, cho nên thầy làm được, còn người đó thầy không làm được, làm như vậy là bị danh. Thì bởi vì cho nên có không biết người nào mà viết sách là muốn cho mình, mọi người đọc sách mình để biết tiếng là danh chứ gì. Nhà danh cũng là tháo tháo danh chứ đâu, ráng cố gắng viết cho hay thì do đó là nói danh. Cho nên Đức Phật có cái ý rất rõ chứ không phải là không rõ. Nếu mà của mình mà giờ để viết là mình sách đây là mình tháo danh, giờ cấm mới đâu là coi như là có danh có lợi thì nên ẩn bóng, mà có danh thì không được ghi chép lại chỉ là cái ôn nên đó là cái ví dụ. Cho nên tới bây giờ chúng ta tai nạn nhất là không có sách vở ghi lại trong cái thời đó, cho nên sau này người ta muốn ghi thêm cái gì thì nó có cái lợi và có cái hại, cái lợi cho thời điểm hiện tại đó mà có cái hại cho chúng ta làm sao. Nhưng mà bây giờ thầy cũng nhiệm vụ là làm lại tất cả những cái gì của Phật, chứ còn cái của hòa đạo kiến giải của mọi người thì người sau phải có thể có lại, để người sau nữa có lại. Trong thầy thì có cực khổ, nhưng mà sau này thì không cực khổ. Những cái thái độ xấu là hay là âm ế, nhưng mà mình là cố gắng là nhịn nhục, nhưng mà khi mình như vậy thì cũng mong muốn là có một cái nhân quả như thầy nói. Nhưng mà như vậy thì là mình có thể là sửa đổi được, là cho những cái người mà xấu hơn thì họ kia sẽ theo được cái đạo đức mà họ kia của mình không ạ? Được ạ. Bởi vì đạo Phật dạy cho mình biết là giải quyết được cái tâm mình trước cho mình, sau đó không phải dạy cho mình chịu đựng mà bỏ qua, mà sau khi cái tâm mình bình tĩnh rồi sáng suốt, mình thấy những người đó có những cái điều xấu gì đó thì mình khi đó mình bình tĩnh mình thấy rõ. Còn lúc mà mình bị giao động tâm mình thì nó sáng suốt, mình đang đau khổ, mà nhờ mình hiểu được nhân quả thì tâm mình sẽ được bình tĩnh. Mà khi bình tĩnh rồi thì những người mà họ biết mình hoặc là họ tìm cách này kia mà ai mà chịu được thấy rất rõ. Cho nên cái người này tin được mà con nhận không tin được, mình thấy cái người này dễ chấp nhận thì con sẽ không được chấp nhận, để cho mình có cái số người cùng nhau đúng ở trên cái nền đạo đức đông, lấy số đông mà dẹp cái số ít thôi. Cho nên vì vậy mà khi đó nó không phải sáng suốt để chúng ta chịu đựng để mà lúc nào nó cũng đẻ mấy con, mà để con phải biết, phải biết tạo cái thế lực của mình có một số người đông đạo giữ được đạo đức, để rồi số đông này nó dẹp ra, để rồi ở cái số kia nó phải chấp nhận, thì như vậy mình đem lại sao không nghe không, chứ đừng có mình chịu đựng rồi mình chịu lép rồi người ta hiếp đáp mình qua. Không phải đạo Phật dạy là kiểu đó đâu, dạy mình đem lại điều tốt là cho mình, cho người chứ không là gì. Nhưng mà mình thấy trong cái số người này họ hiếp mình, nhưng mà có người nhận được, thì mình tìm cách mình giúp đỡ người này để cho họ về với mình, mình thấy được cái đó. Vì đồng thời cái số lượng người mà về với mình đông rồi thì bắt đầu đưa ra mình bàn bạc với nhau, thì mình dạy ở bên kia, khác dạy xuống đường. Thì tất cả chị em các họ đều thay đổi những người khác làm vậy. Các con đứng làm khổ mình cũng đứng ở trên cái nền là bố của giáo giải thích cho con người thì sẽ đem tốt cho xã hội. Mình mới đầu thì coi như mình chỉ ghét đó, nhưng mà mình nhẫn nhịn thì rồi vui vẻ mình thấy nhân quả, cái tâm mình nó bất động nó yên ổn, yên ổn rồi mình mới chọn lựa những người nào mà cái phá thì mình trước từ theo mình đi,
theo mình là theo đúng cái chuyện pháp rồi, không có cái gì đâu, mình đang có cái tập thể chuyện pháp rồi thì bắt đầu mới đưa ra công khai, mới đem ra những cái điều đúng sai để mà chỉ cho cái bên cái ít kia để cho họ thấy. Và khi họ ít rồi thì họ phải chấp nhận cái số đông, họ phải chấp nhận cái làm theo cái số đông, từ từ đó họ trở thành thói quen thôi, không có kiến thức. Nhớ về làm gì là tốt, chịu đựng con phải có thời gian, chứ không thể còn muốn bữa nay ngày mai cho nó được tốt liền, phải là phải chịu khó. Cái sinh ra nó phải trong suốt cái thời gian một năm mà có cái tâm quý của mình suy nghĩ tốt nha, thì con sẽ làm được. Chứ đừng có nghĩ là hôm nay ngày mai hay tuần lễ hay tháng để cho nó xong thì nó quá thì mình cứ lần rồi sẽ là muốn cho một cái người đó hiểu được những cái sai của họ, một cái người này chấp nhận mà sửa thì mình nhắc khéo thì họ thấy, mình thấy họ có về với mình, về mình là được người này đến người kia rồi, mình thấy được rồi 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 mình chưa để mình giải quyết ác pháp chứ không phải để ác pháp gì. Cũng như bây giờ dù mình biết là cái xã hội chúng ta là thiếu đạo đức, nhưng mà có đầu hàng trước cái vô đạo đức này thôi, cho nên mình cố gắng mình viết sách, mình cố gắng mình gợi lên, có người nào mà họ được nghe thầy thì họ lại hướng về thầy, thì đó là lần lượt thì có số đông rồi. Thì do đó những cái sự nghi tính giáo hội Phật giáo các vị lãnh đạo Phật giáo đến nay mà bạn nhưng cái sao thì cái lực lượng của thầy đông rồi, cho nên khi đó đưa ra thì người ta thấy cái lực lượng của thầy có, cho nên bên kia nó phải chịu đồng này, còn cái chỗ thầy kém. Nhưng mà thầy phải nói là cũng có thể nói là từ 50-60 năm sau cái lúc đâu bây giờ muốn thay đổi được, để mỗi lần nó thấm nhuần thêm một cái số người người ta hiểu biết, để rồi người ta hướng về với cái pháp của Phật. Sau khi cái pháp của Phật đã có một số lượng được tương đương hoặc là hơn, thì thầy mới mở cuộc họp mời giáo hội của cái của thầy để làm. Còn hiểu chưa? Chứ thầy đã chuẩn bị cho vấn đề đặt mà phải chờ cái nhân sự. Cách thức làm nào đi mình phải chờ cái tự bậc trí tuệ để đem lại cái tốt cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng mình. Mà quý thầy ở trong các cái chùa đại thừa mà họ chấp nhận được thì còn chỉ là tốt hơn, nó còn dễ thay lắm. Chứ còn bây giờ mà thầy tiền hết rồi không hết rồi không được, thì bây giờ trong cái hoàn cảnh đó cũng vậy. Con cảm ơn thầy. Với lại con thấy là dạo này thì cũng có nhiều người gọi là thầy nói xem đoán được cái tương lai, thì thầy giải thích thêm cái hiện tượng là tại sao một số người thì là nhìn được là cái tương lai của người khác, và như vậy là có cái cơ sở gì hay không? Có chứ, mà nó có cơ sở. Cơ sở qua được âm duyên mà từ đâu đến giờ con nói cái ngũ hành âm như ngũ hành nó từ đó mà nó đẻ ra một cái pháp chi tinh, tức là bói thai. Nó bây giờ nó có những cái sách đó mà dựa vào đó, tức là cái nhân quả nó cũng nằm ở trên âm như mà nó hoạt động. Cái quy luật nhân quả con hành động thiện ác nó cũng đều trên cái quy luật âm như đó, không biết không? Cho nên nó thành ra bây giờ là một cái bộ sách dịch số, cho nên như vậy mà dựa vào đó cái người mà học thông suốt thì họ từ cái chỗ mà con sinh ra, ngày sinh tháng đẻ con như thế nào, tuổi của con, cái mạng của con, mạng thứ mạng kia mạng quả, tức là âm dương, ngũ hành âm dương, người ta từ đó con sinh ra thì bây giờ con nằm ở trong cái ngũ hành âm dương hết rồi, con hiểu không? Cái tuổi tác của con nó nằm đó, cho nên họ mới lấy cuốn sách này ra kê ra một cái bài toán mà giải này, cho nên họ nói con cũng không có đúng, không có sai chỗ nào, cái gì hết, theo quy luật âm dương là nhân quả rồi, cho nên không có tài sai. Nhưng mà họ nói về tương lai con, nhưng bây giờ thì con sống như vậy mà con thay đổi cuộc sống của con, không có đúng giới được, theo năm giới của con thì nó không còn đúng như con đã nói về tương lai. Mà nếu mà con không có sống đúng giới được, con cứ sống vậy đó, thì nó nói tương lai con xảy ra cái gì nó không sai con. Vì cái quy luật nhân quả đã có, con sanh ra làm người con phải trả cái nhân quả như thế nào nó y trong cái dị số rồi, nó không sai rồi. Cho nên bây giờ nó bói pha là bói pha kiểu đó, không nên nói trúng phải không? Còn bói pha theo kiểu đời tốt là do cái tưởng nó giao cảm nó nói ra, cái tưởng nó giao cảm, cái người lên đầu là tốt, không nên nói như ai nhận nó
nó nói chuyện con như cái này kia xong đúng hết, không ngờ cái từ giao cảm qua cái cuộc sống của con mà nó nói đó, không hiểu không, nó khác. Còn cái kia nó dựa vào cái gì âm dương kim kim một tỷ quả thỏ ngũ hành âm dương ngũ hành mà nó nói ra, mà con sinh ra thì con nằm ở trong âm dương ngũ hành đó. Nó đã ghi được, còn bây giờ con tuổi Tý thì nó nằm ở trong trong tuổi, rồi con mạng gì con rõ ràng phải không, rồi cái năm sinh ngày sinh của con nó nhằm ngày tí ngày sửu ngày lần, rồi ngày đó nó thuộc về thủy mộc quả thổ gì, con hiểu chỗ đó nó suy ra, nó tính ra trên này nó như vậy đó, nó tính ra cái tất cả những cái gì ở trong cuộc đời con nó đã xảy ra nó không sai, mà đã sắp tới nó không sai, thì nó còn bởi vì nó vậy nó mới có sự mê tín. Từ đó từ cái quy luật âm dương mà nó không có hiểu, nó không có hiểu như Phật giáo, cho nên nó mới đẻ ra cái sự cúng bái hộ, nó mới sử dụng như xưa. Còn cái lại bởi vì con thấy là kim mộc thủy hỏa thổ nó có năm, có năm phần này, âm dương thì nó là luật nhân quả, kim mộc thủy hỏa thổ nó kết hợp trong người con thì nằm trong kim mộc thủy, con không mạng thổ thì mạng quả, không mạng quả thì mạng kim, ví dụ vậy. Nhưng mà trong kim mộc thủy hỏa thổ này nó chỉ có ba chứ nó không có bốn, học Phật nó tới bốn, nó thiếu cái thứ kim mộc và thổ, nó chỉ có một là đất, con kim nó cũng là đất con, mà mộc nó cũng là đất con, mà đất là đất phải không, nó thuộc về đất, kim mộc thủy thổ là đất, còn thủy hỏa là hai, nó có ba, còn gió không có, đất nước gió lửa không, không không có. Mà trong cái hợp cho người ta nó có gió mà con thấy thở đây, cho nên nó không thành con người, khi một kỷ qua đổ không thành con người, con hiểu chỗ đây. Quy luật âm dương thì có âm có dương, cho nên tất cả những cái hợp duyên của cái âm á nó mới tạo thành người nữ, mà hợp duyên của dương nó mới thành người nam, con hiểu chỗ đây. Cho nên nam đáp mà nữ đáp, con hiểu chưa? Mà trong âm dương á mà ngũ hành thì nó lại không đúng cái tứ đại, còn đạo Phật có tứ đại đủ, còn âm dương ngũ hành của con á thì bây giờ nó chỉ có năm mà nó chỉ còn có ba, mà đất rồi nước với lửa, còn gió không có mà nó thiếu, cho nên vì vậy mà nó do nó thiếu nó mới nghĩ ra có cái linh hồn, con hiểu chưa các thầy nói không? Bởi vì cái đó là cái văn minh của Á Đông, tức là của Trung Quốc, cái văn minh Trung Quốc đó nó do từ Khổng Tử Lão Tử mà nó đẻ ra cái văn minh này, cho nên vì vậy nó không bằng cái văn minh Ấn Độ. Cái văn minh Ấn Độ nó đưa ra con người là bốn chất đến nước giới được, do đạo Phật nó thực tế nó cụ thể, cho nên cái văn minh Ấn Độ nó cụ thể, cho nên nó không mê tín. Còn cái văn minh Trung Quốc á nó không đủ, cho nên nó thiếu, cho nên vì vậy nó phải dựng thêm cái linh hồn, nó dựng thêm cái thế giới siêu hình, do đó nó mới có cái thờ cầu cúng, còn hiểu chưa, nó mới có cái chuyện mà cúng bái. Cho nên vì vậy mà cái văn minh đó nó ảnh hưởng cho Phật giáo, cho nên các chùa đều cũng nói đào ra văn minh của thành viên ngũ hành. Còn cái Phật giáo thì nó có tứ đại, cho nên âm dương tứ đại, nó có âm dương tức là nhân quả, tại vì Phật giáo thì nó nhân quả, âm dương không, con hiểu không? Thôi bây giờ thầy phân tích cho mấy con thấy cái văn minh của Ấn Độ và văn minh của Trung Quốc, hai cái này nó còn thiếu mà cái này nó đủ, cho nên nó thiếu nó phải thì có linh hồn, nhưng không ngờ Đức Phật thành cái đại này ngủ quỷ thì chết thì không còn cái thứ gì trong này hết, mà bao la có trời là tưởng đi chứ mới duy trì không có cõi đời, khó dở đi chứ còn cái gì thì là có cái gì mà nghĩ cho tại nó thiếu nó còn thiếu, nó thiếu cho đủ nhưng mà nó thiếu nó không sai, nó thiếu linh hồn nó tưởng là cái gió, cho nên có con nghe trong khi lâm sàng đó, khi một người chết họ thấy sao cái trọng lượng của người chết là nặng, nó mất cái đồ, nó không ngờ cái hơi nó bốc ra cái gì, mà giờ nó mất cái, thì do đó họ nghĩ được cái hơi đó là cái linh hồn, và thậm chí như các nhà khoa học họ cũng cho đó là cái linh hồn nó đã xuất ra rồi, cho nên cái hơi nó nhẹ chút, nhưng mà không ngờ cái hơi trong người của chúng ta nó bốc ra, nó là còn cho nên hồi chúng ta còn sống, ví dụ như nó 25 kg, chết rồi còn 50 kg thôi, họ nghĩ là cái linh hồn ký, ta nghĩ cho mình sợ ra thì cái thiếu còn thêm, còn bên đây cũng đủ, cho nên vậy nó hoại gì cũng không còn có sao này, Phật giáo rất hay được, thầy nói văn minh nó đối xử với nhau,
cũng là cái kiến thức hiểu biết của những người xưa, những người hiền triết ngày xưa, nhưng mà các ông này là nước chưa đủ, thua hoặc cho nên thầy phân tích cho con thấy không? Thế nếu mà con không phân tích đó, thì các con sẽ thấy là nghiệp âm như muốn hành tất đúng đây này không phải, cho nên nó chỉ xây dựng trên gói hoa, cho nên nó tạo thành suy nghĩ đến còn đạo Phật. Hôm nay sống thiện ngày mai hạnh phúc, bữa nay sống ác thì ngày mai nó chỉ là đạo Phật. Hai người sống với nhau mà không hạnh phúc, mà nếu mình cứ nói là luật nhân quả thì không lẽ là mình cứ phải chấp nhận mình sẽ sống không phải chấp nhận được đâu. Mình nói luật nhân quả để cho mình chấp nhận cái trên luật nhân quả, nhưng mình chuyển biến thay đổi nhân quả, chứ không chấp nhận nhân quả để rồi nó cứ cãi cọ nhau hoặc xảy ra buồn phiền. Con nghĩ cho nó để cho cái tâm mình an đây nhưng nó mới xảy ra như vậy. Mà chuyển đổi cái đầu tiên chuyển đổi an nhất là mình thấy nó nhân quả, tâm mình nó được an ổn. Nhưng mà không phải vì an ổn đó để mình chịu đựng. À, bây giờ khi mà thấy được nhân quả rồi thì bây giờ phải thay đổi cái nhân quả xấu này trở thành nhân quả tốt, thay đổi cái hoàn cảnh gia đình mình đang xấu trở thành hoàn cảnh tốt. Không nghe hiểu chỗ đó, nhân quả phải thay đổi cho nhân quả cố định, đây là phải số mệnh mà không số định mà là nhân quả. Nhân quả thì bữa nay mình ngày mai phải hết, bữa nay thì đầy đà ngày mai phải hết. À, bây giờ tôi chấp nhận đầy đà thì trong khi đó tôi chấp nhận nó, tôi không nói. Nhưng mà cái thời gian qua trong một giờ ngày một ngày qua ngày mai là những cái sai cái đúng là tôi đem lại phân tích, là tôi thấy cái sự bình an, cái sự mà ổn định được tinh thần không bị bị rối, thì trong khi bị nắm nhận nhau thì tôi chưa cãi rõ đâu. Tôi thấy nhân quả là tôi không cãi, con hiểu không? Tức là tôi vui chấp nhận nhân quả, nói sai nói quấy nói gì nói tôi chấp nhận hết. Nhưng mà sau đó rồi tôi không phải là chấp nhận hoài hoài đâu, tôi sẽ nhận ra hết tất cả cái này, thấy sai thì đúng thì nhận ra hết, ai sai ai đúng thì phải sửa. Còn việc tôi đó thì nó sẽ chuyển biến nhân quả, thay đổi nhân quả. Chứ còn con cứ chấp nhận là con không dám nói gì hết, con cứ để im liền như vậy thì tức là con chấp nhận để mà chịu đựng thì nó sai, không thay đổi nhân quả vậy. Tôi chấp nhận nhân quả nhưng mà tôi làm thay đổi nhân quả, con hiểu không? Đó như vậy mà mới là lại là ví dụ như mình sống đi thì mình phải như là làm sao mà người ta có thể kinh doanh, là người ta có thể làm giàu như vậy, có phải là mình đi sai con đường? Tại con hiểu đúng không? Đúng. Nhưng mà bây giờ tôi đầy đủ vừa để làm được những cái gì lợi ích cho những người bất hạnh xung quanh tôi, mà tôi thừa nữa tôi có thể tôi sống cho tôi là cái phương tiện để tôi đi làm thì cái gì là tôi có việc tôi sống chứ không, chứ không phải gì tôi tham mà tôi sẽ hơn tôi gom góp hết sức tôi để tôi mua chiếc xe trước rồi tôi nợ ra nữa thì cái này tôi cần tôi làm tội tôi tự nhiên rồi, con hiểu cái này nó cho nên vậy mà mình giải quyết tất cả mọi điều việc mà không tham gia. Tôi làm là vì tại vì cái khả năng tôi sẽ đứng trong vị trí giám đốc, cho mà tôi tham mà sẽ đất tôi tham gia đâu. Vì vậy mà tôi đứng ở trên vị trí này tôi phải điều khiển cả cái giao phòng, mọi người cùng làm, chứ tôi phải chạy trong việc và trách nhiệm người nào ra mình hết, chứ không phải là tôi làm lớn mà chỉ người này người kia trên đầu người ta tôi bảo sai cái gì không phải. Tôi chỉ thích cái hiểu biết cái điều kiện mà tôi làm được, tôi biết rằng cái khả năng của anh của chị phải làm như thế này thế này, cái trách nhiệm phải làm cái đó cũng phải để cho công việc chúng ta chạy và giúp đỡ chúng ta có công ăn việc làm tốt, để chúng ta không phải lợi riêng cho mình mà còn giúp những người bất hạnh trong xã hội, con hiểu không? Cho nên không phải dông tôi làm là bởi vì cái khả năng của tôi đã có cái trình độ kiến thức học thức hiểu biết đứng trong vị trí đó, tôi điều khiển được cái công ty, một cái nhà máy thì tôi điều khiển. Còn bây giờ tôi không hiểu mà tôi trèo nó, tôi tham gia cái trèo đó coi gì, tôi chỉ có người trợ ở phòng để là người thứ nhất, cuối cùng tôi tự nhìn tôi không tham gia cái gì. Có nhiều người làm giám đốc mà có cái người trợ lý giám đốc, người trợ lý giám đốc điều khiển hết, cùng với cái ông giám đốc này không làm gì hết, ông này rất tệ. Thầy đặc biệt, hà là thầy cũng làm thôi, mà thầy làm cái đất là thầy phải có khả năng. Cái tài của mình có, chứ không phải mình. Còn có nhiều người nói ra, bỏ tiền ra, mà làm đất, đứng đó, muốn một cái đứng, mà không có gì vậy. Sợ như vậy, tôi có khả năng tôi làm ra rồi, mà lợi trong thì là cái không phải đâu.
lợi cho người khác. Vì tôi không có chấp cái lợi, tôi làm là gì lợi ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Tôi làm phải cá nhân tôi làm được cái tiền thì tôi chứ không phải là làm dành và thuận và kiểu này là cũng được. Con hiểu không? Dạ, với lại thầy, con thấy là những cái đạo khác thì cũng tất cả các đạo đều dạy con người là sống yêu thương. Nhưng mà con thấy có điểm khác là có những cái đạo, có đạo thì người ta nói là trong một cái trường hợp, có cái trường hợp mà mình bị người khác có thể là họ đánh mình hay gì đó thì mình có quyền để mà mình đánh lại. Không, nhưng mà con thấy trong đạo Phật hình như là không có cái điều đó. Con hỏi thầy là trong đạo Phật nếu giả sử người ta đánh mình thì mình làm như thế nào? À, đã đánh mình. Mình dặn cho mình coi. Dặn 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 dặn. Con thấy là đạo, những đạo khác thì đang nói là mình có quyền đó. Nhưng mà trong đạo Phật thì mình có quyền. Nhưng mà không phải để cho người ta ăn hiếp mình. Con hiểu không? Mình nhìn bây giờ họ đánh mình dạy, họ chửi mình chửi lại, nó là cái nhẫn nhịn của đạo Phật. Nhưng mình không phải để cho người này thấy họ chửi mình chửi hoài hoặc đánh mình đánh hoài. Không phải là tôi sẽ nhờ cái thường những người ở trong một cái chung ở đây để anh này cứ lừng lúc nào cũng muốn lấy cây được mình chạy hoài thì được. Bởi vì mình có cái tập thể sẽ bảo mình có pháp luật của nhà nước thôi, mình đâu mình lấy pháp luật thôi, nhưng pháp luật không có nghĩa là tay đôi với người ta, con hiểu không? Mà lấy tập thể đó là cách thức giải quyết, chứ không để anh hát phát này mà anh lừng hoài không được, làm cho anh kho cái đầu là nhưng mà bằng cái sự tập thể, chứ mình không có làm đơn đầu gì anh bằng hai người bằng cá nhân được, bởi vì hai người rất là bất lợi, còn trong đó tập thể thì con không bất lợi, con hiểu chưa? Hãy khám phá trước. Bởi vì mình sống trong cái xã hội đều có pháp luật bảo vệ sự sống của mình hết. Mình lấy tập thể ra, đưa pháp luật nhà nước ra, anh này sai thì phải chấp nhận. Có pháp luật điều kiện. Nghe con thấy chẳng hạn như Việt Nam, nếu như mà kẻ thù có xâm lược thì mình cũng phải đánh đó thầy. Mà đánh chơi mà. Giữ nước thì đánh rồi. Nhưng mà nếu giải quyết có đúng với đạo Phật không thầy? Đúng, đúng. Đạo Phật đầu tiên chúng ta đánh chơi chiến tranh biển. À, người ta giải quyết, anh xâm chiếm đất nước tôi, anh đưa quân qua đánh, bây giờ dừng lại. Không phải là tôi không có quân đội đâu, tôi không có súng đạn đâu, dừng lại. Chúng tôi sẽ bàn với nhau, đem đánh nhau có lợi ích gì cho dân tộc cả hai nước. Chúng tôi bắn anh thì anh cũng chết, mà anh bắn chúng tôi cũng chết. Đem cái lợi ích gì, anh muốn cái gì, anh muốn tiền bạc, anh muốn cái gì, tôi với anh sẽ hợp tác cùng nhau làm cho hai nước, dân tộc chúng ta hạnh phúc hơn. Bàn bạc mình cũng có bộ ngoại giao chứ bộ không sao, còn hiểu không? Thì cho nên đâu phải anh dắt súng đánh tôi bắn là đâu, tôi mà tôi có tiếng nói trước mà anh không nghe, anh không nghe tức là tôi sẽ khi mà tôi họp với anh, đâu phải có một nước, tôi mời nhiều nước đến đây họp thì tất cả anh không chấp nhận thì các nước này sẽ ủng hộ tôi, thì tôi dù mặc dù tôi nhỏ với anh lớn anh đông nhưng mà tôi nhiều nước thì anh thua tôi chứ không, còn hiểu không? Tôi phải khôn ba chứ anh biết cũng được. Nó thì thầy nói bởi vì cái khôn khéo của mình, cái biết của mình, chứ không phải là mình nhẫn nhịn theo đạo Phật. Nhẫn nhịn là nhẫn nhịn theo cái điều kiện của cá nhân của mình thôi, còn cái tập thể thì không nhẫn nhịn. Cái tập thể mình lấy tập thể dập cái người không giữ, thành ra họ phải thua thôi. Mình thông minh cái chỗ này rồi, mình gặp thầy đạo Phật nó sáng suốt, thông minh nó trí tuệ vô cùng, nó nhẫn chứ mà nó không có chịu thua đâu, nó diệt ác hết. Nó nhận cái gì đó. Cũng như bây giờ đạo đức không làm của mình, của người mà anh cứ làm của tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để anh ngăn chặn cái ác pháp của anh làm của tôi mình. Và anh cũng không thể làm của người ta. Đó là cái trí tuệ của đạo Phật. À, thầy dạy mấy con sau này mấy con có đủ trí tuệ đạo Phật thì mấy con đúng không? Mấy con lấy đúng pháp luật của nhà nước, lấy đúng cái tập thể của mình dành. Mình chưa có đủ tập thể như hồi nãy thầy nói, mình chưa có đủ tập thể thì mình tạo cho cái tập thể của mình không? Thì mình sẽ dập hòa, mình lấy đông. Mà đông ý kiến của mọi người đông thì cái ít ý kiến kia thiểu số thì phải thuộc đa số. Trong cuộc họp nào cũng vậy, người ta lấy ý kiến đa số thiểu số. Cho nên biết đó là cái trí tuệ của đạo Phật. Thôi vậy. Như ngày bác nhã thầy nói là văn minh Ấn Độ, thầy nói là
đạo Phật thì không có, khi mà Phật dạy xong họ không có viết lại. Nhưng mà ngược lại ở bên Trung Quốc có thì người ta ghi là tất cả sự quốc là người ta ghi là hết. Nhưng mà không, tại sao bên Ấn Độ giờ người ta không có cái thói quen đó, tất cả đều là không ghi người lại hết rồi. Tại vì cái tinh thần mà cái dân mà ở đây nó không được lắm, cái Phật giáo. Cho nên vì vậy cái tinh thần mà Phật giáo dạy không có cầu lên. Có dân, bởi vì cái ý của Đức Phật dạy thì còn có dân có lại thì nó hẳn có. Thì có nên biết rồi, có nên làm thôi được. Cho nên nó không làm sao sai, chứ không phải đúng. Bởi vì cái gì nó không phải sai cái đúng. Cái đúng trong cái lời đó thì có gì khác không gì. Thì cái ghi chép đó là người ta không làm. Còn cái dân của Trung Quốc cái gì cũng như vậy hết. Cho nên hiện giờ cái sử của Phật như vậy, người ta cũng khảo cổ ra một cái viết hai cái sự mặt ra cũng không đi. Cho nên vì vậy cái gì là của Phật tịch rồi thì toàn bộ giáo pháp của Bà La Môn của Ấn Độ dập lên nát, là không còn cái gì nữa. Chứ nếu mà ở đó mà nó ghi chép sách vở kỹ lưỡng đàng hoàng thì dập sách chưa được. Cái này chỉ một truyền miệng với nhau thì cũng truyền miệng với nhau thôi, rồi từ đó nó quên trước quên sau rồi thêm thắt tự thành ra nó lệch lạc rất nhiều. Mà thậm chí như bây giờ nếu mà hoàn tông tu xong thì làm sao ai biết ai đọc kinh này hiểu được những cái lời Phật dạy, có cái kinh nghiệm tu như vậy, nó khó chứ đâu phải dễ không. Cho nên một cái xưa nó là một cái sai mà mình cứ mở là đúng, đúng và đúng trong cái thời điểm đó, nhưng mà sai sai ở trong thời điểm chúng ta quá sai nào chúng ta quá khổ. Cho nên cái thời này thầy nói bây giờ thầy phải ghi lại và đồng thời phải kết hợp với một số người có đủ uy tín với mọi người thì lúc bây giờ chúng ta mới chỉnh đốn lại một cái lần dạ thôi, như thầy thầy nói để làm cái niềm tin cho mọi người đây là những cái bậc chỉ nhân để lại chỉ giúp cho loài người thoát khổ. Nó không kéo, nếu mà không có một số người như vậy thì người ta cũng chỉ nói đây là thời đại của thầy thôi, thầy chỉ nói những cái chuyên tác của thầy. Đâu phải dễ, cho nên các vị hòa thượng nó dễ nói. Còn nếu mà thầy tu mà không có môn tu mà thầy viết sách vậy là họ đến mà dập hết, không phải dễ mà dập nát đấy. Nói họ túng phái tụng niệm cầu siêu cầu an mà niệm kia sai đó mà dập thầy hết. Dạ. Đằng này á, họ không dám dập là tại vì họ thấy thầy là người làm chủ sự thật mà. Thành ra họ đâu dám, có hiểu chứ. Chứ nên cái lực lượng của Phật giáo con thấy ghê lắm chứ đâu phải. Dạ. Vì họ cũng có những hàng ngàn ngàn người, cái đâu phải gì cũng ít đâu. Vậy mà họ không dám nói gì vậy hết, là tại vì họ biết thầy có công phu. Các vị hòa thượng đều biết hết, hòa thượng Trí Quảng cũng đều biết thầy chứ đâu phải không. Dạ. Biết hòa thầy hết. Nhưng mà vì thấy thầy có công phu, còn các thầy không có tu tập làm chủ được. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy nói, thầy cũng mến phục chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ đứng ở trên cái vị trí của mình, bây giờ dạng sao đây? Thấy khó lắm chứ. Hồi nào bây giờ cầu siêu cầu an, bây giờ bảo mà tử được cầu siêu cầu an thì họ lấy cái gì mà sống đây? Mà nó sống như thầy sao được? Không hiểu. Dạ thầy, con còn một câu hỏi cuối cùng thôi thầy. Dạ là trong đạo Phật thì nói về cái duyên rất là nhiều. Như vậy chẳng hạn như là mình sẽ không có ý thức được, nếu là mình không lựa chọn hay là sao? À cái duyên, nó nhiều duyên chứ không phải. Bởi vì do đó cái duyên mà nó hợp nhau thì nó thành vợ chồng. Con hiểu không? Cho nên đạo Phật nói duyên rất này. Nếu không duyên sao lại gặp người đó? Mà gặp người đó sao lại không hợp, không thể vợ thành chồng mà lại gặp người khác? Thì con hiểu đó là duyên hợp duyên tan. Nó thường thường, nó vô cùng cái duyên hợp duyên tan, nó trùng trùng duyên hợp duyên tan, nó trùng trùng. Từ khi mà con từ nhỏ con lớn lên con biết bao nhiêu gặp nhiều người, nhưng mà hợp rồi tìm hiểu qua cái rồi tan rồi họp rồi gặp nữa rồi tan cứ vậy cho đến khi cuối cùng có một người cuối cùng mới mà thành vợ thành chồng mà lại cãi cọ này kia nọ, đó là nhân quả thầy trả lời. Tại sao mấy người kia không gặp để rồi không có vậy mà để gặp cái người này để rồi cái người này hồi mình gặp cái chị chưa có rượu chè mà đến gặp thời gian rồi rượu chè bây giờ trời đất ơi chết được đâu, không hiểu đó là nhân quả thầy trả lời. Nó duyên họp duyên mà nó hợp để mà nó tan rồi nó phải như thế nào, nó phải có duyên chứ không lâu mà nó tan không đâu có được, nó phải có duyên gì. Cho nên đạo Phật nói duyên mà trong cái tìm hiểu thì mình có nghĩ duyên số ra thầy duyên hợp duyên tan nhưng mà vẫn ý làm chủ. Còn mình thiếu ý làm chủ tức là mình bị cái nhân quả, cái cây này nó sẽ lớn lên như thế này nó sẽ lợi ích người ta, tức là nó qua cái ý. Mặc dù thấy cái cây là con mắt thấy
cái ý nó không thấy đâu, nhưng mà thấy rồi cái nó tiếp cho cái ý phải tư duy suy nghĩ, thì cái ý nó sẽ suy nghĩ, nó diễn tả, con hiểu ý làm chủ. Tất cả mọi cái ta nghe nó thấy đều là chuyển qua ý đó, để cái ý nó suy tư, nó nghĩ rồi nó mới giải quyết tất cả mọi chuyện. Đó là ý làm chủ. Mà bây giờ mình lại liền ý thức, làm ý thức lực nó thì quá tuyệt vời. Cho nên làm chủ bệnh là làm chủ sự sống chết hoàn toàn ý. Mà mấy con tu sai là mấy con đọc con tưởng đọc thôi rồi, rồi giờ khi với ma rồi thì cho nên hoàn toàn các duyên có. Nếu mà không duyên thì chắc chắn mấy con ngày hôm nay có thể có được duyên. Thôi mình không nói là duyên, mà giờ duyên tốt thì mấy con về, mấy con tập luyện được thì mấy con làm chủ được sự bình tâm, tâm của mấy con đó là duyên hợp không tốt. Mà duyên tan thì mấy con thấy con duyên sao nó về nó rối ren quá, tập luyện không được nữa nó tan. Dạ, mấy con bị cuốn không thế. Cái dòng theo con vượt như lưng ngồi. Phải không? Con hiểu chưa? Có duyên hợp gì? Có duyên chứ. Không phải không đâu. Nhưng mà về mà anh nhớ phương pháp tác ý không? Rồi tập luyện, rồi xả tâm không? Tất cả thứ này pháp đi tới nhân hoài thì con sẽ được tình thông. Nhất là bây giờ con lớn tuổi phải tập cái câu an tịnh thân hành, tôi biết thôi vô an tịnh thân hành. Còn công phu cái nó 6 tháng nếu mà thân con còn sống trong công phu, để khi thân con có lực đủ đi liền tức là an cứu vào không ta thì nó sẽ cứu con. Dạ, tốt. Không giờ nên kia con sẽ tiếp tục còn hai năm nữa, con sẽ kéo về đây từ lúc này đến lúc này. Được rồi con, ráng cố gắng con. Xưa ông Đức Hà Thị lần trước là cũng đến đây thì con có một câu cứ nghĩ là bên lên sách chuyển đỏ nói là chủ từ A La Hán rồi cô một nét á còn cái con nha đặt tại bên đó nó cho tiểu thừa đấy bạn cái dòng con liên nhá là đừng con liên để không biết này con thì con biết đâu rồi mà con liên thì biết là cô ta làm hại con không biết. Đến thì còn hôm nay con có một cô có ai bên chưa bằng hết thành thế cũng cho con nghe thì con xin con ăn điểm cố để cho con thông lại được cố để cố muộn người ta thêm cho con sang thì con bảo nào con cũng gửi con cố rủ nhau lên đây bây giờ rất thời gian thì con cũng được cuộc không lên được thế một nhiên cũng nên học 3 tháng rồi con cùng chúng con để ta bảo đảm cố với các con cũng như món con nên con xem sách của hôm nay đây con xem sách rồi một trưởng lão thì con xem con thấy người là còn có cái khí nào trưởng đạo mà những cơ sở đạo đạo lộ đấy cả là chúng ta còn thấy là còn khoảng mấy chục năm nữa thì sau khi bây giờ con lại theo ông xem cho một trưởng lão thôi đã cố gắng khỏi để thầy có gì đó sẽ hỏi thầy sẽ dạy cho là thì có cái thầy dạy cho con nhá cái hành đấy con sợ con hành thì là con cái này những cái người ta đi ra khám phá thì nó khác lắm, nhưng tại vì tâm của đất ấy. Dạ, thật ý. Nhưng mà con về, con tập về, bởi vì nó thân của con già, nó sẽ dễ bệnh lắm, để mình làm chủ được cái bệnh. An tịnh thân hành, tôi biết lúc vô, an tịnh thân hành, tôi biết. Cái câu đó của con là dạ, năm hồi tỏ, cứ về con tập để sau khi cái thân bệnh của con sẽ tắt ý về cái mới. Thưa trưởng lão, con hỏi. Não mà thầy đó, không biết thầy đó, chứ biết thầy thầy dạy. Cái người già phải làm chủ cái bệnh trước cái đã. Rồi làm chủ cái bệnh rồi mới giữ cái tâm bất động. Mà trong khi tu mà làm chủ cái bệnh thì vẫn thư giãn, vẫn tạm giữ cái tâm bất động. Tức là cái chỗ mà mình chứng đạo, cái tâm bất động là cái chỗ chứng đạo. Cứ nhắc là tâm bất động thân tạng này bây giờ, mình ngồi im lại. Rồi khi nào mà tu về hơi thở thì an tịnh thân hành, tôi biết thôi chứ an tịnh thân hành để cái tu tập cái pháp đó để đấu trị cái bệnh khi nó có bệnh là đuổi được
hiểu không? Là à, để thầy mở lớp thầy thông báo thôi. Thank you.